Xin chào mừng các bạn trở lại với kênh của ông Tiến Vlog. Ông Tiến Vlog 32 tuổi, 21cm. Và hôm nay thì cuộc đời ông là 32 tuổi rồi mà ông chưa bao giờ làm một cái điều gì như hôm nay luôn. Ông quảng cáo bán cục pin con trâu các cháu ạ. Cục pin con trâu này của ông ấy đã được bảo hành 18 tháng lỗi đổi mới. 18 tháng nghĩa là thiếu 6 tháng nữa là tròn 2 năm các cháu ạ. Và cục pin này là pin dung lượng cao, được sản xuất bởi công ty Haco 247. Trên thị trường ấy thì người ta bán pin toàn bán pin bằng pin tàu thôi, chủ yếu là pin tàu, pin kém chất lượng. Còn pin của ông khẳng định luôn là ông bán pin Trung Quốc. Cái pin này của ông là pin Trung Quốc nhưng lại còn có cả chữ tiếng Anh cơ. Đấy, kinh dị không? Đã chữ tiếng Anh thì chớ là có cả mã code này. Đấy, mã code QR nó khủng khiếp chưa? Và ngoài ra chưa thể hiện được cái sự khủng khiếp của cục pin con trâu này, nó còn có thẻ bảo hành bên trong luôn. Đấy, khủng khiếp không? Và cục pin này thì là pin dung lượng cao, là dùng cho các loại iPhone 55S là 250, 66S là 330, 6 Plus là 380, iPhone 7 thì được giảm giá còn 450, 7 Plus thì lại đắt hơn 7 nhỏ là 500.000. Và khi các bạn mua hàng này, các cháu mua hàng ủng hộ ông thì là các cháu cứ để lại số điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp vào fanpage cho ông. Và khi bên trong này thì là các cháu mua pin ý, thì là ông sẽ tặng cho các cháu một cái vỏ hộp đựng pin này. Và cái vỏ hộp đựng pin này thì là các cháu có thể là để cục pin cũ của mình để vào đây để làm kỷ niệm. Hoặc là các cháu có thể để một bút bi, hoặc là để cái gì cũng được, nhét vào giấy cũng được đó. Hoặc là các cháu nào mà đi học ấy, đi học thì các cháu có thể là treo cái hộp này ở góc học tập để như này đó, treo lên như này để cho ai biết rằng ai mà đến nhà hỏi đấy, hỏi luôn bọn đi học cùng với, hỏi là này chúng mày biết cái này cái gì không, chắc chắn là đéo ai biết đâu, bảo luôn pin của ông Tiến Vlog đấy. Xin chào các cháu nhá.